Đền thờ Mai An Tiêm tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách đây hàng ngàn năm là một hoang đảo nổi lên giữa biển khơi mênh mông, gắn liền với huyền thoại về Mai An Tiêm, người có công khai phá, xây dựng vùng đất ven biển Nga Sơn, cũng là người khai sinh ra quả dưa hấu. Hình ảnh Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt thuở các vua hùng dựng nước. Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm tên là Mai Yển, hiệu An Tiêm, là con nuôi vua Hùng thứ 18. Từ thuở nhỏ, Mai An Tiêm là một cậu bé rất thông minh, nhanh nhẹn. Khi lớn lên, cậu khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc lại khéo tay, biết được nhiều việc nên được vua Hùng yêu quý và gả con gái nuôi cho làm vợ. Thời gian sau, vợ chồng xây cất được nhà cửa khang trang, thóc gạo đầy nhà. Thấy thế, bọn người ganh ghét tâu với vua Hùng. An Tiêm coi thường ơn vua, hắn nghĩ rằng của cải làm ra đều do ơn trời, nhờ tài sức của hai vợ chồng làm ra. Vua Hùng nghe tin giận lắm, liền truyền lệnh đẩy cả gia đình Mai An Tiêm ra một hòn đảo hoang vắng trên biển Đông. Ở nơi đảo hoang, hai vợ chồng cùng các con thương yêu và vật lộn với thiên nhiên, chọn hang đá làm nhà che nắng che mưa, dùng cành cây nhọn đào đất tìm nước uống, mài đá để lấy lửa, xuống biển mò cua bắt ốc để ăn. Một ngày nọ, một đàn chim từ phương xa bay tới, làm rơi những hạt cây màu đen xuống bãi cát trắng. Nghĩ rằng chim ăn được, mình cũng ăn được, Mai An Tiêm đem hạt cây trồng thử. Mấy tháng sau, cây lớn và bò ra khắp mặt đất, cho nhiều quả xanh. Đến khi chín thì bổ ra ăn thử, ruột thì màu đỏ, hạt đen, mùi thơm ngọt. Mai An Tiêm đặt tên cho quả lạ là Tây Qua, tức quả dưa hấu về sau này. Mai An Tiêm đem hạt dưa gieo khắp đảo. Khi có nhiều dưa rồi, Mai An Tiêm dùng que nhọn vạch chữ thả xuống biển, cho trôi khắp nơi. Các thuyền buồm qua lại, vớt được trái dưa ăn thấy ngon, liền tìm đến. Rồi từ đó tiếng đồn đi xa, làm có một giống dưa ngon ngọt trên đảo. Các thuyền buôn tấp nập ghé để đổi trác đủ thứ vật dụng. Nhờ đó mà gia đình An Tiêm trở nên đầy đủ, phong lưu. Tiếng đồn về quả dưa hấu khắp gần xa đến tai nhà vua. Vua sai người ra đảo dò xét xem gia đình Mai An Tiêm thế nào. Sứ giả về kể lại cảnh sống sung túc và nhàn nhã của hai vợ chồng. Vua ngẫm nghĩ thầm phục đứa con nuôi, bèn cho triệu về phục lại các vị trí cũ trong triều đình. An Tiêm về dâng cho vua cha giống dưa hấu mà mình đã tự tay làm, rồi phát hột dưa cho dân chúng trồng trên những miền đất cát. Kể từ đó, nước Văn Lang có thêm thứ trái cây danh tiếng. Chính vì vậy, người đời sau tôn An Tiêm là ông tổ nghề của dưa hấu. Ngày nay, trên vùng đất Nga Phú và một số xã lân cận, có nhiều các địa danh gắn liền với Mai An Tiêm. Nơi đảo hoang xưa gọi là Bãi An Tiêm, ngọn núi ở đảo hoang được nhân dân đặt tên là Núi An Tiêm. Nơi ở của gia đình Mai An Tiêm ở hang đá được đặt lên là hang núi Mai An Tiêm.
ngôi nhà cũ thì lập thành đền thờ hai vợ chồng. Những người kế tiếp công việc của hai vợ chồng Maya Tiêm trên đảo mỗi ngày thêm đông đúc. Họ thành lập làng Maya và đưa ra thấu Maya Tiêm là sản vật nổi tiếng ở Nga Sơn. Tháng 5, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch, tại đền thờ Maya Tiêm, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, được tổ chức lễ hội long trọng với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn, khơi dậy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, đức tính kiên trì nhẫn nại và tình yêu quê hương xứ sở của Maya Tiêm. Đây là một phần động viên cho các thế hệ hôm nay phát huy cái truyền thống yêu nước của cha ông ta thời trước, đem hết năng lực trí tuệ của mình để xây dựng đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp. Mời các quý vị tham quan lễ hội đền thờ Mai An Tiêm cùng với ký sự di sản UNESCO. Vào lễ đài là đoàn rước đồ khí tế gồm bát kiệu, giáo mát, cung tên, nông cụ, những vũ khí công cụ mà Maya Tiêm đã dùng trong cuộc sống hàng ngày để tạo ra của cải vật chất, nuôi sống gia đình trên đảo hoang năm xưa, thể hiện cho tinh thần cùng ý chí cuột cường của cha ông ta buổi đầu dựng nước, không cam chịu khuất phục khó khăn gian khổ, luôn cần cù sáng tạo từ bàn tay khối óc của mình khai khẩn đất hoang đem đến quả thơm ngọt. Và để hát lên những lời hát từ sâu thẳm trái tim của triệu người con nước Việt tự hào khai tiếng Việt Nam. Trước mắt chúng ta là đoàn rước sắc kiệu hoa tôn kính uy nghi đang được các Phật tử trong trang phục lễ hội rực rỡ rước vào lễ đài. Kính thưa quý vị, vượt lên trên cuộc sống cơ cực khó khăn nơi đảo hoang An Tiêm, là Nga chính hiện thân cho người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp, đức hạnh, nết na, đảm đang, khéo léo, yêu thương chồng con. Tại nơi đảo hoang xa xôi, họ kết thành bài ca lao động và đài hoa hạnh phúc đẹp đẽ nhất để lưu truyền cho muôn đời sau. Đang tiến vào lễ đài làm điều thức phát sóng, phát nghèo, tài cao được rộng, ý chí tự lực tự cường, cần cù trong lao động, sáng tạo trong cuộc sống. Đức Thánh Mai Tiên đã tìm xa sự sống nơi đảo hoang, xâm cho đời quả thơm quả ngọt. Hành trình khai phá vùng đất hoang vu xưa của Mai Tiêm ẩn chứa trong hào quang lấp lánh của huyền thoại là bài ca về nghị lực, trí sáng tạo của tổ tiên trong công cuộc chinh phục, khai phá biển đảo. Huyền thoại Mai Tiêm được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chính những bậc trí nhân hiện tại đã có công xây dựng quê hương đất nước, hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Chúng ta, những người con mang trong mình dòng máu con lạc châu Hồng hôm nay, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của tổ tiên, kế thừa những giá trị tinh thần tốt đẹp của thời đại vua Hùng và các thời đại oanh liệt trong lịch sử. Cho hôm nay dân đời ấm no hạnh phúc. Và trước mắt chúng ta bây giờ là kiều chư tôn nghè nhân sơn xã Nga Phú. Nổi tiếng với muôn vàn thắng cảnh đẹp còn mang dấu
văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc dân tộc, để từ đó tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, nuôi trí lớn tài cao trên con đường lập thân lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu mạnh, sánh vai cùng bốn biển Nam Châu.